Hello anh em, hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một cái tai nghe True Wireless mới đến từ Oppo, đây là Oppo O3. Thì Oppo O3 là một cái tai nghe True Wireless giá rẻ, nó chỉ có khoảng 104, hình như là khoảng 2 triệu rưỡi á, ở tiền Việt Nam nó bán khoảng 2 triệu rưỡi. Thì đây là gần như là một con True Wireless in-ear giá rẻ, khá là dễ tiếp cận đối với hầu hết mọi người. Thì anh em mở ra thì anh em sẽ thấy nó có một cái giấy hướng dẫn sử dụng nè, rồi một cái dây USB Type-C để mà sạc, và tai nghe của chúng ta Oppo O3 thì được đặt trong một cái hộp Traveler. Cái hộp này thì nó sẽ giữ pin, nó kiêm vai trò là pin dự phòng luôn, thì pin của nó là 12 tiếng để trong hộp, và trên tai nghe thì mỗi bên nó sẽ lưu được khoảng 4 tiếng, nghe liên tục được khoảng 4 tiếng. Thì các anh em có thể thấy là cái thiết kế của nó khá là giống với lại Apple AirPods, cái phần củ tai của nó khá là giống với là Apple AirPods, nhưng mà khi mà mình đeo Apple AirPods lên đó thì mình không hiểu là mình đeo cái con này lên thì mình có cảm giác như là còn mình đeo con Apple AirPods nó sẽ dễ chịu hơn là đeo con này. Mình đeo con này cái cảm giác nó mình lắc qua lắc lại thì nó cũng không có quá là khó rớt đâu, nhưng mà nó cứ cho mình cái cảm giác là nó cứ dễ rớt thế nào á. Mình chưa có test với khi mà mình vận động mạnh, nhưng mà mình nghĩ là nếu như con này cố tình hoặc là khi mà vận động quá mạnh thì nó sẽ rớt ra rất là nhanh, hoặc là do cái tai của mình nữa, do cái ear shape của tai mình nó hơi lạ, thế nên là không phải là lúc nào mình đeo cũng được mấy cái dạng in-ear, nhưng mà nó thiết kế hơi light earbud như thế này. Thì con này nó sử dụng cái chipset True Wireless của Qualcomm, cái chipset này cho cái âm thanh stereo hai bên. Nghe cái con này thì khi mà mình nghe vào á, mình ép nó sát vào hai lỗ tai của mình á, thì mình nghe là tiếng nó đầy đủ, tiếng nó dày, tiếng nó ra bass, nhưng mà bass nó không có nông, nó chỉ nhiều thôi, chứ ấy lộn, bass nó không có sâu, nó chỉ nhiều và nhưng mà nó hơi nông và nó hơi ngang ra. Mid và treble của nó gần như là bị cắt giảm khá là nặng, thế nên là nghe nó không có bị chói hay là nó cũng không có bị gắt gì luôn. Thì cái con này cái cách pair của nó cũng hơi lạ, đó là anh em phải để nó trong hộp như thế này. Đối với Apple Phone đó, hoặc là điện thoại mà có NFC thì không sao, nhưng mà đối với điện thoại của Apple thì anh em phải để hai con này vào trong hộp, sau đó anh em nhấn cái nút này ở dưới này để mà anh em pair nó, khi mà pair nó xong thì anh em mới có thể lấy ra mà nghe được. Rồi, ok, mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi.